thưa quý vị và các bạn thực hiện chủ trương của trung ương đảng và chỉ thị của lãnh tụ hồ chí minh ngày 22 tháng 12 năm 1944 đội việt nam tuyên truyền giải phóng quân tiền thân của quân đội nhân dân việt nam được thành lập phát huy truyền thống 77 năm cách mạng vẻ vang của quân đội nhân dân việt nam công hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ hồ trong những năm qua lực lượng vũ trang huyện tĩnh gia nay là thị xã nghi sơn luôn khắc phục khó khăn thử thách vươn lên trở thành điểm sáng trong phong trào đảm bảo quốc phòng trên địa bàn góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Nghi Sơn thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng an ninh. Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng vũ trang thị xã không ngừng trưởng thành lớn mạnh, đoàn kết và thống nhất về ý chí và hành động, phát triển lực lượng cả về số lượng và chất lượng. Trình độ chỉ huy tác chiến và khả năng sẵn sàng chiến đấu luôn được rèn luyện và nâng cao. Đặc biệt, Ban chỉ huy quân sự thị xã đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện, hiệu quả công tác quân sự quốc phòng tại địa phương. Trong năm 2021, Ban chỉ huy quân sự thị xã đã làm tốt công tác tham mưu cho ban chỉ đạo diễn tập thị xã, tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng cấp thị xã, chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ tại 8 xã phường, tham mưu cho cấp ủy chính quyền bàn giao 208 thanh niên nhập ngũ cho các đơn vị quân đội và công an phối hợp tốt với các lực lượng nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Hiện nay, trên địa bàn thị xã Nghi Sơn có 31 ban chỉ huy quân sự xã phường, 23 đơn vị tự vệ. Các cơ quan đơn vị được tổ chức huấn luyện, luyện tập, kết hợp giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Phường Hải Thượng là địa phương có nhiều dự án lớn được triển khai, tình hình an ninh trật tự luôn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp. Vì vậy trong năm 2021, Ban chỉ huy quân sự phường Hải Thượng đã phát huy có hiệu quả vai trò trách nhiệm, phối hợp với các lực lượng tham gia các nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng an ninh, phòng chống thiên tai dịch bệnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Với những thành tích đạt được, Ban chỉ huy quân sự phường Hải Thượng đã được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng năm 2021. để đạt được những cái kết quả của năm 2021 ấy, thì vai trò tham mưu của ban chỉ huy quân sự phường cũng đóng chủ công đó là tham mưu cho đảng ủy ban hành các cái chủ trương nghị quyết để thực hiện các cái kế hoạch đó là công tác phòng chống dịch Covid của năm 2021, công tác huấn luyện đảm bảo 100% quân số và đảm bảo đúng cái chất lượng theo cái kế hoạch công tác tuyển quân thì ban chỉ huy quân sự phường cũng đã tham mưu cho Đảng ủy ra nghị quyết chuyên đề ban hành một nghị quyết chuyên đề về công tác huấn luyện của năm 2021 đó là thực hiện công tác tuyển quân 100% là công dân đến độ tuổi phải tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự mặc dù trong cái tình hình diễn ra dịch Covid rất phức tạp nhưng mà tinh thần của cái độ tuổi nằm trong thanh niên nằm trong cái độ tuổi sẵn sàng tham gia khám tuyển là đảm bảo 100% với vai trò và chức năng tham mưu của cơ quan quân sự phường thì cũng đã tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường xây dựng các cái kế hoạch, các cái nội dung văn bản, văn kiện để tổ chức hoàn thiện cái hồ sơ đề nghị với các cấp cơ quan có cái thẩm quyền để phong tặng cái danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang cho phường Hải Thượng năm 2021 và năm 2022 là phấn đấu hoàn thiện 100% các cái loại văn bản kế hoạch để đạt được những cái kết quả tiếp theo. Là đơn vị sản xuất kinh doanh đứng chân trên địa bàn thị xã Nghi Sơn, cùng với các đơn vị tự vệ khác, trung đội, dân quân, công ty cổ phần cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp PTSG Thanh Hóa đã làm tốt công tác huấn luyện hàng năm, đảm bảo an ninh trật tự tại công ty. Hàng năm mà cứ đến định kỳ mùng 1 tháng 3 là ngày ra quân huấn luyện của toàn lực lượng an ninh như trên toàn thị xã thì ban chỉ huy quân sự đi tập huấn về tham mưu cho lãnh đạo công ty để đảng ủy công ty họp ra nghị quyết chuyên đề cho lực lượng tự vệ để hoạt động những đồng chí ở trong trung đội DKZ82 là những đồng chí đã được tuyển lựa được lãnh đạo của ban chỉ huy quân sự thị xã và ban chỉ huy quân sự của tỉnh là xác nhận và có trong danh sách. Hàng năm cứ theo đến ngày huấn luyện theo cái chủ trương chung của ban chỉ huy quân sự thị xã là chúng tôi lại tham mưu cho giám đốc là ra quyết định triệu tập theo quy định, theo kế hoạch của ban chỉ huy quân sự thị xã. Để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự Thị xã đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai và thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng, trình đốn đảng và cuộc vận động, phát huy truyền thống, công hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ Hồ. Qua đó cán bộ chiến sĩ trong đơn vị luôn có bản lĩnh chính trị kiên định, luôn nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong những năm gần đây, các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược diễn biến hòa bình bằng nhiều âm mưu, thủ đoạn tinh vi nhằm gây mất ổn định về an ninh chính trị trên địa bàn. Vì vậy, ban chỉ huy quân sự thị xã đã phát huy tốt chức năng, vai trò của lực lượng 47 tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng. Bước sang năm 2022, Đảng ủy Ban chỉ huy quân sự thị xã Nghi Sơn ngay từ đầu đã tổ chức quán triệt, bám nắm nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của trên, cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch của cấp mình, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với các nhiệm vụ trọng tâm là 1. nắm chắc tình hình địa bàn, sẵn sàng chiến đấu cao, chủ động phối hợp với các cấp, các ngành lực lượng công an, biên phòng, các đơn vị vũ trang đứng chân trên địa bàn bảo đảm an toàn tuyệt đối trong các cái dịp đặc biệt là Tết Nguyên đán, nhâm dần và các ngày lễ lớn của đất nước. Không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Hai là làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Năm 2022. 3 là tích cực chủ động trong phòng chống dịch bệnh COVID, bảo đảm an toàn cho người dân địa phương. Bảo đảm tốt về quân số, lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự và phòng chống cháy rừng trên địa bàn khi có tình huống xảy ra. 4. Sắp xếp huấn luyện cho các đối tượng tại trước dân quân tự vệ, dự bị động viên, sát đúng với tình hình thực tế của địa phương, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, làm tốt công tác tuyển quân năm 2021, năm 2022 và tuyển sinh quân sự. Thứ năm, làm tốt công tác tham mưu và tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cấp thị xã, củng cố xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, có chiều sâu. Thứ sáu là gắn cái xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2022. Tự hào về truyền thống 77 năm cách mạng vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, lực lượng vũ trang thị xã Nghi Sơn tiếp tục nỗ lực quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao là lực lượng nòng cốt bảo vệ sự bình yên của nhân dân đồng thời luôn đồng hành cùng đảng bộ chính quyền và nhân dân thị xã hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội củng cố quốc phòng an ninh